Xin chào các quý vị khán giả. Shop Auto Thiên Hà năm nay đem đến Hi-Hat Show 2019 với một cấu hình đánh. Đây là những phân khúc đầu bảng của hãng JBL cũng như là hãng Levinson, cùng với cả những đồ phụ kiện. Thì bây giờ tôi muốn đi giới thiệu cho các bạn có một cấu trúc tổng thể để các bạn có một sự trải nghiệm khi đến với Thiên Hà Auto chúng tôi. Đầu tiên tôi muốn nói với các bạn, đây là cặp loa JBL 67.000 Project. Đây là cặp loa lớn nhất của hãng. Đây là hội tụ tất cả những tinh hoa nhất của hãng JBL. Và cặp loa này thì gọi là cặp loa gọi là vượt thời gian về giá trị cổ điển. Vì đã lâu lắm rồi, hãng JBL này luôn vẫn giữ được cái cấu trúc của cặp loa này. Và cặp loa này thì nó có những cái điều gì đặc biệt chúng ta cũng có thể qua để chúng ta cảm nhận được. Đầu tiên tôi muốn nói đến cái khối lượng của cặp loa này, tức là trọng lượng của nó đã lên tới gần 150 kg. Đó là một cái cặp loa này tương đối là nặng, vì đây nó cũng đúng thôi, vì đây nó là cặp loa đầu bảng. Còn với phần gỗ ở trên cặp loa này, đằng sau này làm hình elip nửa hình bán nguyệt, thì là gỗ dày 4.5 cm bằng gỗ bạch dương, và sau đó là phủ veneer bằng gỗ lạng thật ở trên. Đây là những hội tụ tất cả những cái gì quý nhất của cặp loa này. Còn về phần thuật toán của các kỹ sư hãng JBL đã tính toán, đó là chính là cái họng kèn Biradian này. Đó, mới độ mở 90 này và độ mở bên này 60 thì cái âm trung này sẽ đến tai người nghe ở định dạng tốt nhất. Và cặp loa trung này thì là dùng 500 neodymium, đây là một loại 500 hiện tại rất quý và đắt và có giá trị thị trường bây giờ, và cho âm thanh là trung thực nhất hiện tại đến bây giờ đang có trên thị trường. Và cặp loa này các bạn nhìn xem thì đôi xứng nó mở như này thì là loa trung nó rất là hay. Đó, còn ở phía phần trên này thì cũng vẫn định dạng như thế, nhưng mà người ta đã dùng sang một định dạng loại chép siêu cao. Đây là chép titanium, đây là từ quản lý từ dải tần từ 22 kg đến gần 60 kg. Với đối tai người thì không chắc chắn là sẽ khó rất nghe cái dải tần này, nhưng mà để làm cho con người chạm cảm xúc âm thanh. Và dải cao này thì luôn luôn là những âm thanh đẹp nhất, long lanh nhất, tơi nhất, thì chép titanium này đã làm được. Còn thế mạnh của dòng JBL chính là giải trầm. Giải trầm của JBL thì bao giờ những chơi audiophile thì cũng rất biết là giải trầm này rất là êm sâu. Và giải trầm này thì xuống tận dưới ngang ngưỡng 30 Hz. Và đây trầm ngoài thì là ngưỡng 30 Hz. Còn trầm trên này từ 80 Hz đổ lên phía trên. Nên hai trầm này nó có cái sự kết nối với nhau. Đây là loa 4 đường tiếng, tức là loa 4 loa như 3 đường tiếng, nên nó sẽ kết nối với nhau. Khi người ta nghe thì người ta sẽ thấy là cái giải trung và giải trầm cao này nó sẽ hỗ trợ tương tác với nhau rất là tốt. Còn nên là trầm dày thì quản lý về âm trầm. Nên khi tại sao người ta cứ bảo là nghe dòng JBL này thì bao giờ cái trầm dày sâu rất là thích. Và cặp loa này thì nó có rất là nhiều các cái đặc biệt hơn các cặp loa khác, đó là chính là cái mặt carbon Solograd. Đây là mặt hoàn toàn carbon, triệt tiêu hoàn toàn sóng đứng. Nó sẽ tăng giá trị của cặp loa này lên rất nhiều. Và cặp bát này thì là bát bằng giấy 38.5 cm, bằng giấy tinh bột lọc, và củ nam châm này là củ hoàn toàn bằng củ Anico. Và trong này nó đã ra cường thêm về phần coan, niken và manhê, rất nhiều phần coan lên cặp loa này, nó rất là quý và nặng. Và cặp loa này nó rất là nặng, tức là nó phải lên đến gần 30 cân cho một hệ thống của cái một cái loa này. Đó là những điều cơ bản nhất và đặc trưng nhất của cặp loa này. Còn bây giờ thì tôi lại mời các bạn sang cái phần đồ đánh của Thiên Hà năm nay. Thì năm nay chúng tôi đánh một bộ đề bao và đầu CD đều của hãng Mark Levinson. Đây là một thương hiệu high-end rất nổi tiếng của những năm vừa rồi và đã đạt được rất là nhiều giải của trong các cuộc thi audio trên thế giới cũng như là về tạp chí nghe nhìn. Thì tôi muốn nói đến hai cặp bao này. Hai cặp bao này tại sao không phải dùng cặp bao có phần tuyệt đối về phần công suất này, với chiếc kháng 500W thì chỉ kháng 8 ohm, và 1000W thì kháng 4 ohm, là vì năm nay nó là triển lãm. Tôi muốn các bạn có sự cảm nhận hay nhất về cái màu sắc âm thanh của các sản phẩm đồ bạc của một hãng, thì năm nay chúng ta đã đưa đến cái đập này. Và con bề này thì đây chính là trái tim của bộ dàn. Và hai bề này thì nó có cái phần rất hay, nó có cả phần analog và một phần nữa là phần DAC. Nhưng vì năm nay là chúng tôi là đánh theo hai định dạng CD và đĩa than, thì con này nó đang thích hợp cả phần phono của đĩa than. Và trong này thì người ta đã tính toán rất là kỹ, và trong phần này thì người ta đều đánh trong định dạng dual mono, tức là hai kênh độc lập hoàn toàn.
và các module thì đều đã được ngăn cách riêng hoàn toàn về các sản phẩm này để chống can nhiễu. Và với tiêu chí của chủ tịch hãng thì hãng Mark Levinson này luôn luôn nói một câu là chất lượng là hàng đầu, tự nhiên là số 1. Nên các bạn yên tâm khi dùng các sản phẩm này. Còn phụ trợ thêm các dòng phía đầu phát này của chúng tôi thì chúng tôi đang đánh một mâm cần của bên hãng Mỹ, đây là cần BBI. BBI thì nhiều người chơi là hình thức nó đẹp. Cái thứ hai là chất lượng tương đối là tốt so với các dòng sản phẩm bây giờ. Và chúng tôi đang đánh Kim MC. Đó, các bạn nhìn xem. Còn để cho các bạn có một sự nhìn nhận sâu hơn nữa về phần phần analog thì chúng tôi lại thêm một cái đầu băng cối của Nagrate. Vâng, đây người ta gọi là báu vật. Đã 40 tuổi rồi, gần 40 tuổi rồi, nên đây người ta gọi là báu vật. Và các cái sản phẩm này ngày xưa là chỉ có dùng trong các phòng thu, nhưng hiện tại các phòng thu trên toàn thế giới đã chuyển sang phần số lên các phần analog này, thì bây giờ lại được các audio file Việt Nam tin dùng và lại tìm về những dòng này để tái tạo là và chơi lại những dòng nhạc xưa của người Việt mình vẫn thích. Đó, các bạn nhìn xem đến bây giờ thì âm thanh vẫn rất tuyệt vời đấy, các bạn nhìn thấy hệ thống hoạt động rất là trơn tru ngọt ngào và lại quay lại từ thời ký ức. Còn hậu trường đằng sau thì sao, mời các bạn ra đằng sau này. Vâng, người ta vẫn thường nói là nhất điện nhì phòng tam kê tứ kệ, đúng là bốn câu nói bất hủ trong giới chơi audio, nhưng mà mình sắp xếp thế nào là do mình thôi. Thì chúng tôi hôm nay đem đến một bộ kệ HRS đến từ Mỹ, và kệ này thì với nhiều người thì người ta nghĩ đây là một bộ kệ chỉ để kê, nhưng mà không, hoàn toàn là không phải. Vì hệ cái kệ này đã tính theo các cái kỹ sư là chống chung tuyệt đối khi các sản phẩm để trên này. Thứ nhất là đầu tiên là về cân nặng, cái thứ hai là về các phần kim khí này thì đã được anốt hóa, cái đó mới là cái quan trọng để không bị làm nhiễm từ, không bị làm nguồn xung cho các thành phần điện khác. Đó là cái đặc trưng của cái dòng kệ này, và kệ này thì có cái giá rất là cao, nhưng mà ngược lại thì lại cái giá trị hiệu quả lại đem đến cho người dùng một cái hiệu quả coi như là ngoài mong đợi. Các bạn sẽ phải tìm hiểu thêm về cái kệ này. Còn bây giờ tôi lại quay về tôi nói về phần điện một chút. Vâng, điện năm nay của Thiên Hà đem đến thì là hoàn toàn của dòng Lát Đót. Và năm nay chúng tôi đánh phân khúc thứ hai là đánh dòng Vara 2, cũng là rất là tuyệt vời rồi. Và cũng nhờ có dòng điện Lát Đót sạch này thì chúng tôi có bộ dàn nghe ai cũng cảm nhận được âm thanh rất là tự nhiên, giải trầm xuống sâu, giải trung thì mở, giải cao thì bốc tơi. Đó cũng phải là nhờ đến cái hệ thống của nguồn điện Lát Đót này. Và với các ổ cắm cũng như là các quy coi QC, đây là những bộ phận, những cục lọc trực tiếp ở trên các nguồn điện chính. Đấy. Pol thì là người ta sẽ dùng để lọc điện trực tiếp, và trên này thì chúng tôi sẽ dùng thêm những cái phụ trợ như ổ cắm hoặc là những cái ground xả mát. Cái dòng bên này là dòng ground xả mát, đây là ổ cắm Quick 4. Còn bên này thì chúng tôi sẽ dùng cho ground xả mát. Vì cái xả mát của trong các đồ địa than và đồ điện tử là rất là nhạy cảm, công suất lớn thì bao giờ cũng phải cần có một cái sự xả mát cho nó thật chu đáo thì âm thanh nó mới thoát ra được một cách tự nhiên, nó nhẹ nhàng. Còn bây giờ thì tôi có thể nhờ nhân viên kỹ thuật quay giúp tôi ra đằng sau này để các bạn có thể cảm nhận được cái hệ thống nguồn điện của chúng tôi đánh. Đó, các bạn nhìn thấy không? Trâm như tôi đánh năm nay thì như thế này thì nó quá là đơn giản so với cả hệ thống của bộ dàn này. Nó chỉ có từng này cái phụ kiện và từng này các cái dây loa và các cái đồ phụ kiện để đi theo. Nhưng mà năm nay thì đúng như từ sự cảm nhận đầu tiên thì bật nốt nhạc đầu tiên lên đã cho thấy là điện nó rất là quan trọng. Nên xin các audio file nên nhớ về cái điều này khi mình đã có những cái đôi loa hay là những âm ly hay những pre tốt rồi thì bây giờ mình phải luôn nhớ đến các cái nguồn điện này. Và tôi đã giới thiệu cụ thể cho các bạn một số nét khái quát sâu một chút về bộ dàn audio của Thiên Hà năm nay đem đến triển lãm sâu. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin mời các bạn test với tôi một đoạn nhạc để các bạn có một cái sự cảm nhận cho nó sâu sắc hơn về bộ dàn năm nay của Thiên Hà audio chúng tôi, về âm hình, về cường âm, về lớp lang, về độ động. Xin mời các bạn. Thank you.
Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi, dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao yêu mộng thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhau thương chi. Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong. 12 bên nước biết bên nào trao. Tuy em đành phải gian nan thương yêu ngày cũ chia tay, xin anh đừng oan cho người. Chiến tình yêu đành chia thôi.
Vâng, với những bản nhạc kép vừa rồi thì các bạn cảm nhận thế nào? Các bạn muốn nghe sâu hay thì các bạn hãy thử theo tai nghe và cảm nhận cho rõ về các màu sắc âm thanh của bộ dàn này. Và các bạn nếu không có điều kiện nghe tại hay sâu thì mời các bạn đến số 5198 Thái Hà thì các bạn xin hẹn các bạn vào các buổi sau. Xin chào và hẹn gặp lại.